Và anh chị em mình phải làm gì để chinh phục cái mục tiêu đó? Và cái mục tiêu đó nó phục vụ cho ai? Và khi mình chinh phục được cái mục tiêu đó thì cuộc đời của mình có ý nghĩa như thế nào? Đó là những cái điều rất lớn lao mà tôi thiết nghĩ tất cả anh chị em mình mỗi ngày phải hết sức nghiêm túc để tìm câu trả lời cặn kẽ với nó. Để tìm câu trả lời đến mức thấu hiểu, thấu cảm và rất sâu. Để mỗi lúc mình nghĩ đến cái mục tiêu trong cuộc đời của mình đó anh em, mình nghĩ đến cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, cái điều mà để anh chị em chinh phục được cái mục tiêu của mình, cái điều mà anh chị em xác tín để chinh phục cái mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của mình, không phải là những yếu tố bên ngoài, nhưng mà cái điều làm cho anh chị em chinh phục mục tiêu được trong cuộc đời của mình đó, là cái yếu tố của trái tim, là yếu tố của trái tim, là cái năng lượng gốc, là năng lượng của tình yêu thương. Khi nào anh chị em nghĩ đến giấc mơ của mình, mục tiêu của mình mà anh chị em cảm thấy nó hạnh phúc đong đầy và nó rung động lên, nó rung động lên để anh chị em làm bất chấp, thì anh chị em thành công. Và anh chị em rõ được là mỗi buổi sáng tại sao chúng ta lại phải thức dậy, tại sao mỗi buổi sáng lại thức dậy giờ này, và tôi thiết kế cái giờ buổi sáng này bắt đầu từ ngày mai anh chị em, bắt đầu từ sáng mai. Thì chúng ta đã nói với nhau bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 thì buổi sáng của chúng ta là 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 thôi. 4 giờ 30 đến 5 giờ 30, và tôi đã chỉ đạo cho mấy em hỗ trợ rằng là 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 là thông báo lên để thầy có chia sẻ đến đó, thầy biết thầy dừng thầy không chia sẻ tiếp. À, tức là chúng ta lại tập cho nhau một cái thói quen, cái tính kỷ luật về giờ giấc. Tính kỷ luật về giờ giấc. Đúng không ạ? 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 để chúng ta hiện hữu với nhau. À, không quan trọng là mình dành bao nhiêu thời gian cho cái việc đó. Nhưng mà rất quan trọng khi mình hiện hữu, mình tập trung, mình cam kết để mình tối ưu hóa cái nguồn của mình. Một ngày nào đó anh chị em còn dùng thời gian của mình đổi lấy tiền thì ngày đó anh chị em còn đi làm thuê cho chính mình. Và một ngày nào đó anh chị em dùng thời mình để tối ưu hóa cái nguồn lực này và gia tăng giá trị cho cuộc đời. Một ngày nào đó anh chị em cái sự hiện hữu, cái giá trị của thời gian nó gia tăng được giá trị cho người khác và gia tăng được giá trị cho chính mình và tối ưu hóa cái nguồn lực vô cùng tuyệt vời này của mỗi con người. Có những người lãng phí lắm anh em. Có những người lãng phí lắm, không có trân trọng cái thời gian của mình, không biết quý cái thời gian của mình, trong khi cái thời gian của mình rất hữu hạn mà thôi. Và Thượng Đế ban cho mỗi anh em mình cái thời gian ngắn hay dài là tùy từng người. Chưa biết ngày mai trong phòng Zoom này ai đã không còn thời gian để sống. Và cái nguồn lực quý báu này thì anh chị em để vương vãi nó nhiều lắm, để vương vãi thời gian nhiều lắm. Cái cách cụ thể nhất mà anh chị em mình hay bị vương vãi thời gian là anh chị em mình không hiện hữu, không tập trung, không cam kết, không hiện hữu được. Tại vì cái thời gian, cái thì quan trọng nhất của thời gian thưa anh chị em là không phải là quá khứ, tại quá khứ qua rồi, và cũng không phải là thì tương lai, mà cái quan trọng nhất của thời gian đó là thì hiện tại. Và anh em không phải sống vì quá khứ. Có những người mang quá khứ về hiện tại để sống gặm nhấm cái đau khổ. Rất nhiều người đem cái đau khổ của quá khứ về hiện tại và cứ đay nghiến, cứ sống với cái quá khứ đó. Tội không ạ? Thương không ạ? Còn cái tương lai, cái thì tương lai thực ra nó chưa đến. Cho nên là hãy trân quý cái giây phút hiện tại anh chị em. Và đặc biệt tôi hay dùng cái cụm từ để diễn tả cái sự sự trân quý cái từ cái thì hiện tại của mình, đó là hãy trọn vẹn và hoàn tất anh chị em. Mỗi phút giây trong ngày hãy trọn vẹn và hoàn tất nó.
Mỗi giờ trong ngày hãy trọn vẹn và hoàn tất nó. Mỗi một ngày hãy trọn vẹn và hoàn tất nó. 30 ngày hãy trọn vẹn và hoàn tất nó. Bởi vì khi trọn vẹn và hoàn tất thì anh em ý thức rằng một đơn vị nhỏ của thời gian nó quý trọng và mình chinh phục cái đơn vị nhỏ đó một cách tối ưu hóa nhất. Để chinh phục mục tiêu của mình thì cái kế hoạch phải rất chi tiết, cái hình ảnh của mục tiêu phải rất rõ rồi, và kế hoạch phải rất chi tiết và bám sát cái deadline của mình để kế hoạch đó nó được thực thi, để mình tối ưu hóa cái nguồn lực. Để anh chị em mình ý thức rằng cái sự trọn vẹn và hoàn tất nó rất quan trọng anh chị em. Tôi đang quý cái thời gian của mình và đang trân quý cái thời gian của anh em lắm. Và khi tôi chia sẻ với thầy Tùng Lâm, và thầy Tùng Lâm ngồi trên Zoom với tôi thực sự với cái trái tim của thầy với giáo dục, và tôi thực sự rung động trái tim của mình. Bởi vì lúc này cái mắt của thầy không còn sáng nữa. Lúc này tóc của thầy đã bạc rồi. Thầy đã 80 tuổi rồi. Nhưng mà thầy vẫn có những cái trắc ẩn cho giáo dục. Thầy vẫn có rung động của trái tim cho con người. Thầy vẫn muốn cống hiến cho cái sự phát triển quan trọng nhất của một quốc gia, của một đất nước, đó là yếu tố con người có trí tuệ. Trong khi đó rất nhiều bạn trẻ rất thờ ơ và rất vô cảm với chính cái quỹ thời gian của mình. Tôi cũng rất trân trọng cô Hà khi mà cô Hà đến với cái cộng đồng này, và cô trân trọng từng ngày một, và cô quý giá nó. Và cô nói với tôi thấy tôi đã tìm được kho báu trong cộng đồng này rồi. Tôi đã tìm được kho báu rồi. Và những cái mà tôi đi tìm kiếm lâu nay, bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Và cảm ơn vũ trụ vì những điều đó. Và tôi cũng biết ơn anh em trong cộng đồng Stabilization Education đã cho phép tôi để cùng với nhau chúng ta làm việc. Anh chị em trong phòng Zoom mình, tôi biết có những anh chị em rất giỏi, giỏi hơn tôi rất nhiều. Có rất nhiều, có vài anh chị em đã là tiến sĩ, là công tác ở những trường đại học. Rồi có những anh chị em là chủ doanh nghiệp rất lớn ở trong phòng Zoom này. Nhưng mà anh chị em vẫn cho phép tôi để được chia sẻ cùng với anh chị em, để chúng ta cùng nhau học tập. Đương nhiên các nguồn lực để anh chị em mình cùng nhau phát triển, và các cái nguồn lực để phát triển mạnh mẽ thì chúng ta rất cần hiểu cái key, đó là tối ưu hóa các nguồn lực và hợp tác để cộng hưởng, để dùng đòn bẩy để các nguồn lực đó nó được gia tăng giá trị một cách tối ưu. Bởi vì tôi ý thức rằng mỗi anh chị em mình đều là tài sản của nhau hết. Và sáng ngày hôm nay là sáng ngày 28 tháng 2, sáng ngày 28 tháng 2, anh chị em hãy comment cái câu mà ngày hôm qua tôi có kết cái cuối cùng ạ. Tôi có kết cái câu rằng là hãy hiện hữu. Tôi có chỉnh sửa lại về từ một chút xíu, tại vì cuối giờ tôi mới nghĩ ra câu đó. Nhưng mà khi sau giờ thì tôi ngẫm lại cái câu của mình, tôi thấy nó thú vị và tôi chỉnh sửa một tí. Anh chị em comment cái câu này và anh chị em suy ngẫm với nó xem coi nó áp dụng được cho cái việc chinh phục mục tiêu của mình như thế nào. Đó là gì ạ? Hãy hiện hữu trong yêu thương, hãy hiện hữu trong yêu thương và tỉnh thức, hãy hiện hữu trong yêu thương và tỉnh thức để thức tỉnh ai đó. Hãy hiện hữu trong yêu thương, bổ sung cái từ trong giúp mình cái. Hãy hiện hữu trong yêu thương, hãy hiện hữu trong yêu thương và tỉnh thức để thức tỉnh ai đó. Tại sao phải hiện hữu trong yêu thương? Cái hiện hữu trong yêu thương nó vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mình hiện hữu trong yêu thương, tức là mình mang trái tim bao la trong chính con người của mình, trong chính ngôi nhà của mình, để mình sống với tình yêu. Thì khi nào mà anh em mình sống với chính cái tình yêu đích thực, sống với một trái tim yêu thương, yêu cả cái đúng cái sai trong chính con người của mình, yêu cả cái xấu cái tốt trong chính con người của mình, bởi vì nó đã diễn ra rồi, thì hãy yêu thương nó. Đúng không ạ? Hãy hiện hữu trong yêu thương, và mọi phút giây trong ngày bản thân mình cho phép mình yêu và mình được yêu thì cuộc sống mình nó thi vị.
đúng không ạ? Và tỉnh thức tức là yêu thương trong tỉnh thức chứ không có vô minh anh chị em. Mình phải tỉnh thức cơ, mình phải có trí tuệ để mình tỉnh thức để yêu đúng. Có những tình yêu mù quáng, có những tình yêu rất lạc lối, thậm chí ngay cả cha mẹ yêu con trong vô minh và dạy con, yêu con lắm nhưng mà không biết cách dạy con cho nên dạy nó trong vô minh. Và cũng có nhiều thầy cô rất tâm huyết với học sinh, rất yêu thương học sinh, chia sẻ nó rất yêu thương nó nhưng mà vô minh cho nên không biết cách dạy dỗ con nên người và lại dùng những biện pháp rất sai quấy trong giáo dục, đúng không ạ? Cho nên là hãy hiện hữu trong yêu thương thì để thức tỉnh ai đó. Đó là một cái biểu hiện rất lớn của cái sự gia tăng giá trị cho người khác. Bởi vì bạn biết rằng là khi bạn gia tăng, khi bạn thức tỉnh được một ai đó để cuộc đời của họ thay đổi. Khi bạn thức tỉnh được một ai đó, thức tỉnh được một cậu học trò hư nào đó, thức tỉnh được một mảnh đời nào đó đang lạc lối trong vô minh, thì là lúc bạn xây ra những cái phúc đức, bạn tích lũy những cái phúc đức rất lớn trong cuộc đời của mình. Chứ không quan trọng là bạn phải mang đến cho người khác bao nhiêu tiền. Bởi vì cái việc mà mình tỉnh thức để mình thức tỉnh người khác. Và đâu đó anh chị em mình thấy rất rõ hiện nay trong cuộc sống của mình khá là nhiều người vô cảm và khá là nhiều người vô minh. Anh chị em đồng ý không ạ? Rất nhiều người hiện nay là họ rất vô cảm với những cái nỗi đau của người khác, rất vô cảm với những cái gì ạ, những cái điều xấu ác và rất vô cảm với chính họ. Nó là cái biểu hiện lớn, rất lớn của sự thiếu trách nhiệm. Vô cảm lắm anh chị em. Đi trên đường thấy quẹt xe người ta ngã xuống đấy, nằm xoài ở đường nữa, chảy máu ra nhưng vẫn cứ hiển nhiên đi ngang qua xem như không có chuyện gì hết. Họ vô cảm đến mức độ như vậy luôn. Họ vô cảm đến mức độ như vậy luôn. Nhà hàng xóm có đứa có một tiếng trẻ khóc thét lên. Họ biết cha mẹ đứa bé không có nhà nhưng họ cũng không qua để họ xem coi cái tiếng khét đó là gì để có thể họ kịp cứu sống một mạng người. Bây giờ họ vô cảm như vậy đấy. Rất nhiều người anh chị em. Cho nên cái sự tỉnh thức để mình thức tỉnh một ai đó nó rất là quan trọng. Nên hôm qua tôi ngẫm cái câu này tôi hạnh phúc. Tại vì nếu như anh chị em mình triển khai được cái câu là hiện hữu trong yêu thương và tỉnh thức để thức tỉnh ai đó. Và đặc biệt những anh chị em làm trong giáo dục để ý cái việc tỉnh thức để thức tỉnh những trái tim anh hùng, những con người siêu anh hùng của học trò để các con phát triển và lớn lên với cái tình yêu nhất thể bên chính bên trong của các con. Tức là tình yêu nhất thể trên bên trong mỗi học trò. Hãy đi tìm kiếm cái hạt nhân sống siêu anh hùng ở trong các đứa trẻ để nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể. Tình yêu nhất thể là học trò, các con phải biết cái tình yêu nhất thể, tức là cái tình yêu các con yêu mình như là yêu người và yêu người như yêu mình, hay nói rộng hơn là tình yêu nhất thể là tôi yêu tôi trong tất cả và tất cả yêu tôi. Tất cả ở đây là cái sự kết nối mà tôi đã chia sẻ đến chị em đó. Anh chị em hiện hữu để anh chị em kết nối với các đối tượng cần được kết nối. Và những đối tượng tôi chia sẻ với anh chị em ở năm cái level kết nối và giao tiếp hôm trước đó là gì ạ? Kết nối với chính mình và yêu thương chính mình, kết nối với những vật vô tri vô giác, hay là kết nối với thiên nhiên cỏ cây hoa lá để mình yêu thương với thiên nhiên cỏ cây hoa lá. Mình kết nối với những người ở đây, tức là những cuộc gặp mình kết nối để yêu thương những người ở đây và kết nối cả những người không có ở đây, ông bà cha mẹ của mình ở xa không có ở gần mình, nhưng mà làm thế nào để mình yêu thương họ được? Bằng sự quan tâm, bằng sự kết nối. Ngày nay với công nghệ thì sự kết nối nó không biên giới nữa rồi, đúng không chị em? Hoặc là mình không gọi điện, mình ít gọi điện cho ông bà ở xa, bố mẹ mình ở xa, nhưng mà mình có thể đặt cái tâm của mình hướng đến họ, nghĩ đến họ, đó là điều tuyệt vời. Và kết nối với tâm linh, kết nối với tâm linh, ông bà đã mất rồi,
đã qua đời rồi, ông bà tổ tiên của mình không còn nữa. Nhưng mà thực tế ông bà rất cần con cháu nhớ đến ông bà mà. Ông bà rất cần con cháu thắp một nén hương để nhớ đến ông bà mà. Ngày giỗ của ông bà rất cần mình phải có một chút xíu gì đó anh em quy tụ lại để nhớ đến các cụ chứ. Văn hóa Việt Nam của mình như vậy mà, đúng không ạ? Vậy thì cái kết nối đó để yêu thương, để thấy, để biết, để làm gì ạ? Để tìm ra giải pháp, để tối ưu, và nó tạo nên một cái sự cộng hưởng rất lớn anh chị em. Và ở đây khi anh chị em làm những việc này thì anh chị em rất là rõ là các nguồn lực nó sẽ đến để hỗ trợ anh em mình. Và tôi nói rất nhiều nguồn lực anh chị em để ý, nguồn lực để chinh phục mục tiêu của mình, để chinh phục mục tiêu của mình, chinh phục được cái ước mơ của mình, thì anh chị em phải làm như thế nào để chinh phục được cái mục tiêu của mình, làm như thế nào để chinh phục cái mục tiêu của mình, làm thế nào để mình thực hiện cái giấc mơ cuộc đời của mình. Và cái Step Education tôi đang xây dựng, đang kiến tạo cùng với anh chị em á, tôi đang làm cái gì để giúp anh chị em chinh phục được cái mục tiêu cuộc đời của mình, và tôi đang làm cái gì để cả cộng đồng của mình, cả những người anh em của mình cộng hưởng trí tuệ với nhau, để chúng ta tối ưu hóa các nguồn lực để làm cái sứ mệnh mà Step Education đặt ra. Cái sứ mệnh đó là gì? Là kiến tạo nên một cái cộng đồng doanh nghiệp thịnh vượng và bình an để họ yêu giáo dục, lấy giáo dục làm gốc, đúng không ạ? Và kiến tạo nên một cái xã hội học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, để mỗi đứa trẻ trong ngôi trường đó, trong cái môi trường giáo, mỗi người học đó được phát triển đúng nghĩa họ là, để họ phát triển đúng cái con người mà họ mong muốn, để giáo dục nên những con người có trái tim rộng mở, để họ được tự do, họ được khai sáng và họ được khai phóng trong cuộc đời của họ, chứ không phải là giáo dục để đào tạo nên những con người công cụ. Và hiện nay anh chị em thấy rất rõ, ở trên thế giới họ đang đào tạo những con người công cụ, đúng không ạ? Tất cả để đào tạo người ta có một cái nghề gì đó, có một cái ngành nào đó, có một công việc gì đó để làm thuê cho ai đó. Và như vậy cái sự hạnh phúc con người ở đâu? Vậy cái Step Education đang làm gì? Anh chị em rõ tôi đang làm gì và đang làm như thế nào để mà hỗ trợ anh chị em một cách rất cụ thể, chi tiết. Và ngày hôm qua là ngày thứ ba mà anh chị em trải nghiệm cái chương trình học tập thông qua công nghệ. Tôi muốn chuyển thể cái tư duy của cái sự học tập đó. Và anh chị em bao nhiêu anh chị em mà hôm qua trong phòng Zoom này này, anh chị em không chương trình học buổi tối, là lớp học anh chị em. Cái 10 ngày trải nghiệm đó nó không đơn giản, nó là một cái lớp học. Nó không đơn giản là một cái lớp học, tự nhiên nó tổ chức cái lớp học. Nó đứng ở bên trong sâu thẳm của nó là vận hành theo cái mô hình mới của triết lý giáo dục và triết lý vận hành doanh nghiệp mới ở trong đó. Thông qua cái việc của lớp học là cái đơn vị bé nhất của tiết học, giờ học, tôi muốn truyền tải đến anh chị em từng phần một của triết lý giáo dục mới và cái triết lý vận hành của doanh nghiệp mới, để kiến tạo nên một cái cộng đồng doanh nghiệp thịnh vượng của Việt Nam, để kiến tạo nên một xã hội học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và nó tối ưu hóa các nguồn lực. Tôi thiết kế cái sản phẩm thông qua số này, sản phẩm số, để truyền tải những kiến thức. Tôi muốn nói ở trong đó rằng là ngày nay không nhất thiết phải rất lãng phí vô rất nhiều cái lớp học không không cần thiết. Bây giờ công nghệ bùng nổ thông tin, là cho nên cái sản phẩm số trong giáo dục nó quan trọng để tối ưu hóa. 2015 tôi đến Singapore thì tôi đã thích nó rồi, đã thích cái câu chuyện của nó rồi. Mỗi một học sinh một ngày, cái thời gian tổng thời lượng nó đến trường chỉ 3 đến 40% thôi, còn lại là các em tự nghiên cứu tự học. Và cái phương pháp học vua là phương pháp tự học, chứ không phải học là phải đến đó học, gặp ai đó.
Cái người mà ý thức họ tự học làm thế nào cho mỗi cá nhân, mỗi một cá thể trong cái đất nước Việt Nam của mình, mỗi một học sinh một là phải có ý thức rằng nâng tầm trí tuệ mỗi ngày, đó là mệnh lệnh. Đó, cái nâng tầm trí tuệ của dân tộc Việt là mỗi ngày cái nâng tầm trí tuệ, cái ý thức thói quen nâng tầm trí tuệ đó là mệnh lệnh, đó là một niềm tin, đó là một cái đức tin để đổi mới. Chứ không phải đơn giản, mỗi anh chị em mình ý thức, cho phép mình ý thức rằng là cái ý thức nâng tầm trí tuệ dân tộc, ý thức nâng tầm trí tuệ của mỗi anh em mình, nó là mệnh lệnh và là niềm tin và là đức tin để kiến tạo nên một xã hội Việt Nam hùng cường. Cái trí tuệ dân tộc Việt nó phải được diễn tả đúng theo ý nghĩa của nó, là những kiến thức nó phục vụ cho an sinh xã hội, phục vụ cho con người, để phục vụ cho cái sự hạnh phúc, mưu cầu tự do, phục vụ cho cái hạnh phúc để mỗi con họ được yêu thương, để họ phát triển. Đó. Cho nên cái ý thức rằng là mỗi anh em mình trong cái bối cảnh đó nâng tầm trí tuệ hàng đầu, cho nên để chuẩn bị cái nguồn lực cho anh em mình có một cộng đồng như vậy, anh em mình phát triển. Đương nhiên tôi biết tôi không làm được cái việc vĩ đại ngay, nhưng tôi có thể và tôi cùng với anh em có thể làm những việc nhỏ bé nhất trong cái tình yêu vĩ đại. Và mỗi một người nhỏ, mỗi một cá nhân đều làm được cái việc nhỏ bé nhất trong cái tình yêu vĩ đại. Thì dần dần mỗi việc nhỏ một nó cứ trọn vẹn và hoàn tất. Mỗi một mảnh ghép một nó cứ trọn vẹn và hoàn tất. Nó được hiện hữu trong trái tim yêu thương và rất tỉnh thức để thức tỉnh những cái bối cảnh đang diễn ra, hay là thức tỉnh ai đó. Vậy Step Education tôi đang làm gì để chuẩn bị cho anh chị em? Tôi đang làm gì để chuẩn bị anh chị em? Anh chị em có bao giờ đặt câu hỏi để rõ điều này không? Có một số anh chị em còn còn hạn chế, còn còn nghi ngờ, còn cái điều gì đó. Không biết tôi đang thiết kế cái dự án này để làm gì. Đúng không ạ? Anh chị em hãy quan sát, hãy cảm và hãy thấy. Và anh chị em biết rằng là mỗi một cá nhân khi bước vô Step Education, trong phòng Zoom mình ai đã tốn 500 ngàn hoặc là 1 triệu 8 hoặc là 3 triệu để có ý thức để vô cộng đồng Step Education ạ? Ai ạ? Ai đã tốn một ít tiền ạ? Ai đã tốn một ít tiền ạ? Ok. Đó. Bởi vì sao ạ? Đó là tôi muốn có một cái phí trách nhiệm cho anh em. Anh em phải có trách nhiệm. Có một cái trách nhiệm để mình nhận. Chứ còn anh chị em mà được học, được nâng tầm trí tuệ, được nhận vô cùng nhiều giá trị như thế này mà miễn phí thì cái giá trị tôi mang lại cho anh chị em nó không có. Mình có phí và tôi hay gọi nó là cái phí trách nhiệm. Nhưng mà anh chị em thấy cái công thức trong cái nền tảng công nghệ, tôi muốn lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Tôi muốn mượn cánh tay nối dài của anh chị em đến với cộng đồng bằng cái việc là gì ạ? À? Bằng cái việc là mỗi cá nhân của anh chị em mình được chăm sóc cái bụng, chăm sóc trái tim và chăm sóc cái tầm nhìn. Để mỗi anh em trong cộng đồng được chăm sóc cái bụng. Chăm sóc cái bụng là mình phải có tiền chứ. Khi mà mình nâng tầm trí tuệ, mình gia tăng giá trị cho người khác thì mình phải được nhận về cái giá trị gia tăng. Cái giá trị gia tăng đó là vô hình, là hữu hình. Đương nhiên tôi ý thức cái việc tôi thiết kế như thế này, cái tài sản vô hình của anh em mình nhận được và anh em mình tạo cho cộng đồng là không thể cân đo đong đếm được. Chỉ trong vòng một thời gian nữa thôi, cái cộng đồng phòng Zoom của mình sẽ là 500 một ngàn người, thì anh chị em không thể nào mà cân đo đong đếm được về mặt giá trị mà anh chị em mang lại cho xã hội. Tôi tin như vậy. Bởi vì những gì mà tôi đã được trải nghiệm, được học, được phát triển và tôi muốn lan cộng đồng, thì tôi tin rằng là cái cộng đồng của mình nó mang lại giá trị cho cộng đồng nhiều hơn rất nhiều so với cái phí mà mình phải bỏ ra. Nó không cân đo đong đếm được. Đương nhiên là chúng ta cộng hưởng với nhau thì anh chị em được chăm sóc về cái bụng, thì ở đó anh chị em nhận được cái giá trị từ vô hình đến hữu hình. Và nó có một cái công thức là gì ạ? Là biến tài sản hữu hình thành tài sản
sorry, biến tài sản vô hình thành tài sản hữu hình. Anh chị em biến được không ạ? Anh chị em thấy bây giờ trong thế giới ngày nay, từ tài sản vô hình tức là mình không thấy được á, mình không thấy được, mình không nhìn được, mà mình biến nó thành tài sản hữu hình, ra tiền, ra tài sản được không ạ? Anh chị em lại lấy minh họa cho tôi nhé. Tôi nhìn thấy được mà tôi dịch chuyển được từ cái tài sản mà vô hình, tức là dùng tài sản vô hình để biến nó thành tài sản hữu hình và rất lớn, có không ạ? Có mà. Thực ra anh chị em làm giáo dục, những người làm giáo dục, những người đi học á, là họ dùng trí tuệ để người khác đi đi học và họ nộp tiền, thì đó là cái tài sản trí tuệ là vô hình mà, đúng không? Nhưng mà từ cái vô hình này có lớp học thì người ta phải đóng tiền đó. Về tài sản trí tuệ, tài sản trí tuệ là tài sản vô cùng lớn, vô cùng lớn. Tôi có thể đứng sân khấu, tôi có thể đi dạy một ngày kiếm tiền vài trăm triệu mà. Nhưng mà cái tài sản trí tuệ, có những anh em ngạc nhiên, ủa sao thầy dạy một ngày vài trăm triệu? Có đấy chị em, có những lớp từ 2017 tôi đi dạy ở nước ngoài, tôi đã kiếm một một ngày dạy như vậy là vài trăm triệu rồi. Quy ra tiền Việt Nam, một ngày dạy của tôi có ngày cao nhất nó lên tới 5 triệu rồi. Và tôi đã tổ chức những cái chương trình mà một ngày, sorry, tổ chức chương trình 2 ngày mà thu về được khoảng 10 tỷ rồi, từ những chương trình đào tạo anh chị em. Hai ngày tổ chức thôi và đã thu về cái khoản tiền 10 tỷ rồi. Tức là mình hoàn toàn mình có thể biến từ tài sản, mình có thể dùng tài sản vô hình mình dịch chuyển thành tài sản hữu hình được. Và anh chị em thấy bây giờ sản phẩm số là tài sản vô hình, sản phẩm công nghệ là sản phẩm vô hình, mình có thể dịch chuyển sang tài sản hữu hình là tiền bạc được không ạ? Được mà. Và minh họa gần nhất ở đây là cái làn sóng của thị trường tiền kỹ thuật số. Nó đâu có cái gì là hữu hình đâu, nó hoàn toàn vô hình và nó ảo đến mức mà không thể nào tin được. Công nghệ blockchain đó, một đồng một dãy số dịch chuyển từ người này sang người khác, một dãy số dịch chuyển từ người này sang người khác. Tôi chuyển cho bạn một cái dãy số hoặc một nút bấm thôi, một cái dãy số trên internet thôi, nó không có ý nghĩa gì thực tế hết đó. Nhưng mà bạn phải chuyển cho tôi hơn 1 tỷ đồng á. Như vậy anh chị em ý thức rất là rõ, tài sản vô hình nó lớn hơn tài sản hữu hình. Và tôi đang chuẩn bị cái công nghệ của Stable Education, chuẩn bị hết các nguồn lực để gì ạ? Để anh em nâng tầm trí tuệ. Nâng tầm trí tuệ, đó là nguồn lực về trí tuệ. Và anh em ý thức rằng trong thời buổi hiện nay, anh chị em phải có cái tài sản nữa, đó là tài sản công nghệ. Tôi rất thương cho đội ngũ phụng sự. Tôi biết ơn anh em đội ngũ phụng sự của Stable Education lắm. Tôi biết ơn những anh em phụng sự không có tiền bạc gì luôn. Nhưng nói vậy chứ anh em phụng sự, anh em gia tăng cái giá trị cho cộng đồng thì anh em được nhiều tiền sau này lắm. Đấy, cái đội ngũ phụng sự. Bây giờ mà có những người còn không đăng nhập được tài khoản vô website. Không biết đăng nhập, không biết nhập mật khẩu, không biết nhập mã số. Có những người còn chưa có mail. Wow. Wow. Anh chị em đang sống trong thời đại gì rồi? Đúng không ạ? Mà công nghệ không cập nhật được. Vậy lỡ mình chưa biết, mình chưa có nguồn lực về công nghệ thì thông qua cái kênh này anh chị em cập nhật thêm giúp tôi cái. Đúng không ạ? Bởi vì chắc chắn con mình phải giáo dục thông qua công nghệ rồi. Và chính mình vẫn phải học qua công nghệ rồi. Và tất cả những gì tôi học 99% là từ việc tự học trên internet. Trừ cái hồi tôi đi học lấy đại học bằng thạc sĩ ra thôi. Còn tất cả những cái kiến thức mà tôi chia sẻ cho anh chị em, tôi không đi học bất kỳ vị thầy nào bên ngoài cả. Có vài buổi hội thảo tôi đi dự thôi. Đến nay cái hội thảo tôi đi dự vài vài hội thảo thôi. Còn tất cả những gì tôi chia sẻ với chị em, tôi tự học hết. Tôi tự học hết và ngộ ra hết. Và tự học nó vô cùng quan trọng. Và ngày xưa khi thời cấp 3, không có tiền đi học thêm. Năm 95, 9, 92, 93, 94, 95 làm gì có chuyện đi học thêm. Nhưng mà tự cũng đậu được 3 trường đại học. Tự học hết anh chị em. Tự học. Đấy. Và tự học là cái phương pháp vua cho việc học, mà hiện nay là học sinh của mình nó thiếu cái đó. Và nếu như ý thức rằng mỗi người dân Việt Nam của mình mà biết ý thức tự học thì kho báu trên internet họ muốn học cái gì mà không được, anh chị đồng ý không ạ? Đấy, như vậy cái tài sản trí tuệ, tài sản công nghệ
Và đặc biệt mỗi buổi sáng anh chị em mình cái nghi thức á, 10 phút đầu anh chị em được trải nghiệm cái thiền năng lượng và thiền biết ơn. Thực ra đó là một kỹ thuật NLP, tức là để trong tâm trí của mình có một nguồn năng lượng tích cực, yêu thương, biết ơn, mình quán tưởng, mình nghĩ đến điều đó. Bởi vì suy nghĩ thì nó tạo ra cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Như vậy mỗi một sáng mình có 10 phút mình nghĩ tới cái điều đó, nghĩ tới cái yêu thương, năng lượng, biết ơn, yêu thương, hạnh phúc. Nó là một cái nghi thức để mình thực hành cái lòng biết ơn và tình yêu thôi. Nhưng mà anh chị em thấy cái nghi thức này nè, ngày nào sáng nào mình cũng bị điều khiển rằng là mình biết ơn, mình yêu thương, mình hạnh phúc, thì muốn anh chị em không hạnh phúc cũng không được. Một thời gian ngắn thì mình có thể là mình chưa thấm đẫm, nhưng mà trong thời gian dài thì cái sự yêu thương, cái sự bình an, cái sự hạnh phúc nó thuộc về anh em mà. Tại mỗi ngày cứ như vậy, nó gọi là rửa tâm thức, rửa tâm thức. Một mạch nước trong lâu ngày sẽ làm trong hồ nước đục, rửa tâm thức. Đấy. Và mỗi ngày anh chị em nghe tôi chia sẻ thế này, và sắp tới thì những chuyên gia sẽ chia sẻ. Giống như thứ sáu tuần sau, tôi đã đặt lịch bạn Hùng. Bạn sẽ chia sẻ cho anh chị em về bí mật của hơi thở. Bạn là người khiếm thị thì đó là trí tuệ. Và hôm bữa thì thầy Tùng Lâm đã chia sẻ với anh chị em là trí tuệ. Và sắp tới nhiều anh chị em nữa. Đó, anh chị em, nhiều người anh chị em nữa, thì tôi biết ai có cái tài sản gì về trí tuệ phù hợp với cộng đồng thì anh chị em cống hiến thôi. Chia sẻ qua Zoom, thay vì nghe tôi nói anh chị em được nói cũng vui mà. Đúng không? Anh chị em được nói thì người khác cũng được học mà. Đấy, tức là mỗi ngày như vậy, và mỗi ngày anh chị em nghe cái cuốn sách, mà cuốn sách này tôi đọc và tôi nghe, tôi thấy nó rất ý nghĩa. Nó là những cái quy tắc của thành công, nó là những nguyên lý của thành công. Cái 10 tờ kinh trong đó anh chị em thấm đẫm nó là nguyên lý để mình thành công thôi. Ngay cái từ mà kiên trì thôi là anh chị em thấy đã vui rồi. Mình kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì là mình thành công rồi. Đúng không ạ? Và yêu thương, yêu thương, yêu thương, mình hạnh phúc rồi. Đấy, đó là những nguyên lý của thành công. Như vậy buổi sáng là như vậy. Ok, từ sản phẩm số thôi là tôi đã biết cách gia tăng giá trị cho anh em rồi. Cái video mà thầy Huệ Quang dẫn thiền năng lượng, cái video mà về cuốn sách nói Phan Thiên Ân, tôi đâu có tốn đồng nào sản xuất đâu, nhưng mà 20 phút đầu giờ anh chị em sẽ học được rất nhiều bài. Ở đó cũng muốn nói lên một điều rằng là anh chị em muốn học điều gì thì trên công nghệ nó có hết, miễn là mình có dành thời gian cho nó không thôi. Còn có những 20 phút tôi chia sẻ thêm cho anh em, và sau này có những chuyên gia sẽ chia sẻ cho em thêm 20 phút. Đó là những cái ngộ ra và những cái đúc kết của người ta chia sẻ cho anh chị em. Giống như hôm nay tôi đúc kết cho anh chị em một câu thôi. Hãy hiện hữu trong yêu thương và tỉnh thức để thức tỉnh ai đó. Anh chị em mang cái câu này mà hiểu mà vận hành thôi là bằng đi xây chùa. Bằng đi xây chùa rồi đúng không? Đó. Vậy thì cái nguồn lực, ba cái nguồn lực mà tôi đang muốn anh chị em mình vun bồi mỗi ngày là nâng tầm trí tuệ, là nâng tầm trí tuệ, là nguồn lực về con người và nguồn lực của luật vũ trụ. Mỗi ngày mình có một cái tâm thái, một cái năng lượng thiện lành, năng lượng của sự yêu thương, của biết ơn, thì những điều tương tự như vậy nó sẽ đến với mình. Khi bạn hạnh phúc dần, bạn hạnh phúc lớn hơn một chút xíu thì những cái nỗi đau nó không đến với mình. Cái gì giống nhau nó sẽ hút nhau, cái gì giống nhau nó sẽ hút nhau. Anh chị em thấy tại sao lại có những cái hồ nước tại chỗ trũng đó là nơi nước nó tìm về, tại sao lại là biển, biển nó nhiều nước vậy? Tại vì ở biển thì nước nó tìm về đó, giống nhau, một bầy nước nó với nhau. Là tại sao ở trong thế giới này có những cái nơi mà cái rừng đó chỉ có một loại cây đó thôi, nó không có cây khác luôn. Và tại sao lại có những cái mỏ, mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương? Tại sao nó không rải khắp đều trên thế giới, nó lại quy tụ thành cái mỏ vậy? Và tại sao những người người tốt họ thường chơi với nhau? Chơi năm người bạn nhậu, mình là người thứ sáu. Chơi năm thằng bạn đánh bài cờ bạc, mình là thằng thứ sáu. Chơi với năm thằng scam, mình là thằng thứ sáu.
mà chơi với năm cái thằng mà nó chịu học tập, nó tư duy, nó làm ăn, mình là thằng thứ sáu. Tức là cái gì giống nhau thì nó hút nhau thôi, anh chị em đồng ý không ạ? Nên là mỗi ngày mình yêu thương, mình bình an, mình hạnh phúc thì những cái nỗi đau, những cái sự bất hạnh nó không đến với mình. Đó gọi là mình vận hành quy luật vũ trụ theo đúng quy luật thôi ạ. Anh chị em rõ thêm. Và tôi thiết kế cái giờ học buổi tối, cái giờ học buổi tối mà cái chương trình học của mình á, anh chị em biết trong đó nó hẳn một triết lý giáo dục và triết lý của một cái mô hình kinh doanh mới. Và tôi đọc trong cuốn sách Tái tạo tổ chức, một cái mô hình vận hành doanh nghiệp theo mô hình xanh ngọc, tái tạo tổ chức, thì tôi chỉ lấy một cái sơ đồ nhỏ của nó để tôi ghép cái triết lý cái vận hành doanh nghiệp ở trong đây thôi. Đó, đó là cái đệ nhị thân, cái mô hình đệ nhị thân đó, để cho mình giáo dục. Tôi lấy cái mô hình vận hành doanh nghiệp để áp dụng cho một cái công thức giáo dục. Và công thức này anh chị em mà làm trong giáo dục, quý thầy cô mà dùng công thức này trong giáo dục là giáo dục được đúng như những gì bộ giáo dục của mình đang hướng tới sự đổi mới, tức là cá nhân hóa trong giáo dục, và mỗi người được phát triển đúng cái năng lực của họ trong cái công thức mà tôi đã nói. À, vậy anh chị em hãy khám phá cái bí mật nhé, khám phá bí mật. Cái chương trình đầu tiên tôi tổ chức đó là level số 1, level 1, và tôi thiết kế cái quy trình đó nó tới 10 cấp độ cơ, tới 10 cấp độ cơ. À, để trên cái quy trình đó mọi người ngộ ra cái việc tự học nó quan trọng như thế nào, cái việc cá nhân phát triển nó quan trọng như thế nào, và cái việc tôn trọng, cái việc tròn vai, cái việc đúng quy trình và công nghệ nó như thế nào. Và anh chị em biết cái việc là vận hành doanh nghiệp theo quy trình nó quan trọng như thế nào, thì từng cấp độ một thì trên cái lớp học anh chị em sẽ được trải nghiệm khoa học của sự trải nghiệm, chứ không nói suông được. Anh chị em không vận hành, không không thấy cái khó của nó thì anh chị em không không cấu trúc được cái doanh nghiệp của mình. Ngay cả trong gia đình anh chị em thiết kế được cái bối cảnh, thiết kế được cái bối cảnh của cái đệ nhị thân thôi là anh chị em đã khỏe rất nhiều. Mình đâu cần phải phải làm việc giám sát nhiều đâu. Và cái công thức tôi thiết kế cho anh chị em qua Zoom thì anh chị em biết nó sẽ là những lớp học không giới hạn. 1 triệu người học trong lớp đó được không? Được. 1 triệu người cùng học trên cái lớp đó được không? Được. Được. Với công nghệ bây giờ giải quyết được hết. Thì anh chị em thấy nếu mà làm cái này triển khai thì giáo viên chỉ cần một người có thể dạy được rất nhiều kiến thức, nhưng mà họ vẫn trải nghiệm được, vẫn học được. Và trong đó tôi thiết kế, anh chị em thấy là học á, cái việc học của mình á, learn, share, teach, master. Tức là người học là người học. Học xong kiến thức, nhận được kiến thức rồi phải chia sẻ nhiều lần thì mới vỡ òa ra ở kiến thức đúng, learn, share, teach. Rồi mình vỡ òa ra, mình ngộ ra kiến thức đó, mình đi dạy lại cho người khác. Và dạy nhiều lần để mình ngộ ra nó thì mình mới trở thành chuyên gia về nó. Đúng không ạ? Anh chị em thấy tôi chia sẻ những cái phần rất chuyên sâu như vậy. Và rất nhiều người thầy hiện nay kiến thức chỉ là learn, share, xong. Rất nhiều người thầy, thậm chí cả giảng viên đại học luôn, tức là họ chỉ học kiến thức, họ đi dạy lại thôi, họ chỉ share, chỉ chia sẻ kiến thức thôi, chiếu lên share kiến thức thôi, chứ chưa phải là người hiểu rõ kiến thức từng một một để dạy lại người ta. Đúng không ạ? Chứ chưa nói đến chuyện master, chưa nói đến chuyện master. Đúng không ạ? Đó là cái phần mà tôi chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn chị em rất là nhiều. Hôm nay lấn sân tiếp bởi vì ngày mai là đúng giờ on off rồi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Tại vì hôm nay tôi đang tập trung cho cái việc anh em hiểu rõ cái chương trình buổi sáng tôi vận hành để làm gì. Và tôi muốn anh chị em biết rõ chương trình vận hành, quy trình đào tạo buổi tối nó làm gì. Đó, để anh chị em phải nhìn thấy rất rõ cái giá trị. Để anh chị em bỏ thời gian của mình ra nó xứng đáng. Tại vì tôi rất trân quý thời gian của chính mình. Và thực sự tôi rất trân quý thời gian và trí tuệ của anh em. Tôi muốn anh em ngồi trên phòng Zoom này mà nó mất thời gian của anh em, điều đó là điều tệ hại lắm. Đó. Và trong mỗi anh chị em ngồi trong phòng Zoom từ từ giờ buổi sáng đến tất cả các giờ học, anh chị em phải nhận hơn rất nhiều giá trị so với cái giá cả của mình bỏ ra.
anh chị em phải là người nhận nhiều giá trị hơn cái thời gian của mình bỏ ra, thì đó mới là làm giáo dục. Còn rất nhiều tổ chức giáo dục hiện nay rất lãng phí thời gian của người học, rất lãng phí nguồn lực của người học, như vậy nó tạo ra một cái nghiệp rất lớn là mang nợ cho xã hội mà thôi. À, biết ơn anh em đã nghe tôi trong ngày cuối tháng 2, và tháng 2 là cái tháng chuẩn bị, và tháng 3 là tháng hành động. Tháng 3 là tháng hành động. Tôi rất là mong muốn anh chị em là cánh tay nối dài, mong muốn anh chị em nhận được giá trị rồi thì hãy giúp cho người khác. Cái chương trình này tôi thiết kế lên, chương trình đào tạo buổi tối tôi thiết kế lên, gần như tôi dành tất cả cho cộng đồng. Và một người học, công thức của tôi chỉ cần kết nối một người được là anh chị em thu lại vốn mình học. Làm thế nào làm được như vậy thì anh chị em nghiên cứu trên nền tảng công nghệ. Đúng không ạ? Tức là tôi thiết kế là bạn học, bạn có một người đi kèm bạn học, bạn giúp được một người thôi là bạn đã lấy được tiền về. Đấy, và bạn giúp được hai người là bạn ý thức rằng bạn có dấu hiệu là gia tăng giá trị để bạn có thu nhập. Tại vì sao ạ? Tại vì tôi dùng tài sản trí tuệ, tài sản công nghệ, hai cái tài sản này vô cùng lớn, tôi chia cho anh em để anh em tạo phúc cho xã hội. Đấy, thì anh chị em hiểu rõ cái mục đích và rõ cái việc tôi đang làm, đúng không ạ? À, cảm ơn anh em, và bây giờ tôi muốn nghe chia sẻ của ai đó. Hôm nay phòng Zoom của mình sẽ kết thúc lúc 6 giờ, đúng không ạ? Sẽ kết thúc lúc 6 giờ, mình còn 14 phút để anh em mình chia sẻ với nhau. Và ngày mai thì nó bắt đầu từ 4 giờ 30 và 5 giờ 30, và trợ lý của thầy để đúng 5 giờ 30 thầy muốn nói nữa cũng không được, tại vì nó biết tôi thích nói lắm. Cảm ơn anh chị em. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Tôi muốn nghe anh em chia sẻ hoặc là phản biện hoặc là có một câu hỏi gì đó, tại vì tôi rất thích nghe câu hỏi, tôi rất thích được phản biện, đúng không ạ? Và rất thích được anh chị em đóng góp cái trí tuệ của mình cho cộng đồng. Dạ, biết ơn anh em, biết ơn Toàn. Xin mời ạ. Em xin phép được chia sẻ được không ạ? Vâng ạ, xin mời em. Vâng ạ. À, em chào thầy Tùng Lâm ạ, chào thầy Thái, chào chị Hà và tất cả các anh chị em ở trong phòng Zoom, mọi người có nghe thấy em không ạ? Nghe rất rõ, ngày hôm nay rất ấm Vâng luôn. ạ. Thực sự là cảm ơn thầy thầy Thái đã chia sẻ một cái bài nói buổi sáng rất rất là nhiều năng lượng ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì thực sự là em cũng cảm thấy có rất nhiều năng lượng được nhận từ bài nói của thầy, cũng như là tối ngày hôm qua thì học cái chương trình của thầy Ken Bay và của Startup Education thì bản thân em cũng đã ngộ ra rất là nhiều điều, đặc biệt trong đó là cái phần tổ chức để cho mọi người học. Thì cá nhân em là người làm giáo dục và luôn luôn hướng tới cái việc làm sao để tổ chức cho học sinh được tự học, thì cái cách mà tổ chức theo đệ nhị thân cũng là một cái cách mà rất nhiều giáo viên, các giáo viên có thể áp dụng trong cái hoạt động để tổ chức dạy học cho học sinh. Thì đấy là một trong những cái điều mà em học được buổi tối ngày hôm qua, em thấy nó rất là giá trị. Và sáng ngày hôm nay thì trong bài chia sẻ của thầy Thái thì em cũng được chạm rất là nhiều phần, thì trong đó thì có một cái phần đấy là hiện tại trong cái xã hội công nghệ 4.0 như thế này rồi ạ, thì hôm qua cũng có nói đùa, một số thầy cô nói đùa với thầy Thái là cái chương trình của thầy Thái sẽ làm cho rất nhiều giáo viên thất nghiệp, bởi vì là nếu như các thầy cô mà không thay đổi cái tư duy, mà cứ giữ cái tư duy là mình là người truyền thụ kiến thức thì chắc chắn là mình sẽ thất nghiệp, vì công nghệ đã thay thế cho những cái vai trò đó rất là nhiều. Và trong cái chương trình giảng dạy của em mà đi đào tạo cho giáo viên ấy, thì cái này cũng là một trong những cái thứ mà em rất là nhấn mạnh với đội ngũ giáo viên để thay đổi cho tư duy của người giáo viên. Vì với cái bối cảnh công nghệ như này thì người giáo viên không còn là một người truyền thụ kiến thức nữa, mà thực sự người giáo viên phải trở thành, cái vai trò đầu tiên của người giáo viên là phải trở thành một người truyền cảm hứng. Yes. Truyền cảm hứng hành động cho người học. Vì Internet nó là một cái kho tàng kiến thức ở trên đấy rồi. Nhưng nếu như tôi không có cảm hứng để tôi hành động thì tôi có ở cạnh cái kho vàng đấy, tôi cũng chắc chắn là không thò tay ra lấy vàng.
Vậy thì cái vai trò đầu tiên của người giáo viên là làm sao để truyền cảm hứng hành động cho người học, làm sao để cho các em thò tay vào để em mới lấy cái kho vàng, để em khai thác cái kho vàng đấy. Vậy truyền cảm hứng hành động là vai trò thứ nhất. Và vai trò thứ hai đấy là vai trò thứ hai thì nó là thể hiện của cái vai trò thứ nhất thôi, đấy là không phải là một người truyền đạt kiến thức mà trở thành một người điều phối, một người điều phối cho cái quá trình học tập của học sinh. Điều phối có nghĩa là bạn lên lớp, bạn giao nhiệm vụ, bạn lên lớp bạn tổ chức ra các cái hoạt động và bạn hướng dẫn người học, người ta làm như thế nào, để người ta có thể tự học, để người ta có thể khai thác tất cả những cái nguồn lực ở xung quanh người ta và người ta có thể tự học. Thì thông qua cái quá trình đấy nó rất là giống với lại cái cách tổ chức hôm qua của Startup Education. Tất cả những cái sản phẩm số, tất cả những cái kiến thức mình có thể tìm ở trên internet, mình có thể số hóa rồi thì không cần phải người giáo viên nói lại tất cả những hoạt những cái kiến thức đấy nữa, mà tổ chức để cho học sinh nó được tự học, nó được biến những cái sản phẩm đấy trở thành sản phẩm của nó. Thì thông qua cái quá trình tổ chức đấy, quá trình mà mình truyền cảm hứng là tại sao em phải làm cái việc đấy và hướng dẫn em là em làm cách nào, em tạo ra sản phẩm gì, thì thông qua cái quá trình đấy chính là cái quá trình mà học sinh vừa học được kiến thức nhưng đồng thời các em lại phát triển được rất nhiều những cái kỹ năng và những cái năng lực cần thiết cho cuộc sống của các em sau này. Thì đấy là một trong những cái điều mà nó rất là chạm vào em, bởi vì hôm nay nghe bài chia sẻ của thầy Thái thì em cảm thấy được truyền động lực hơn rất nhiều, vì cái con đường mà mình đi cứ cặm cụi đi suốt 5 năm nay thì hiện nay đã có một cái cộng đồng, và đặc biệt là có những người đứng đầu của cộng đồng tư duy và ủng hộ theo cái con đường đó. Và em vẫn rất là nhớ cái câu chuyện của cô Hà khi mà học cái chương trình giáo tích cực, sau đó thì cô về cô áp dụng ở trên lớp ấy. Và cô thậm chí là có những cái buổi dạy mà cô chỉ ghi cái công việc ở trên bảng thôi, là hôm nay các em đến các em làm cái việc này, việc này, nhiệm vụ của các bạn là như thế này. Còn bản thân cô thì bay từ Kon Tum ra ngoài Hà Nội để học một cái khóa học khác của cô Ngọc. Còn học sinh thì vẫn đến nhà cô Hà, vẫn theo cái nhiệm vụ mà cô ghi ở trên bảng và vẫn triển khai học rất là bình thường. Và đấy lại trở thành những cái giờ mà học sinh nó chia sẻ là đấy lại là những cái giờ mà con học được rất là nhiều, vì con nhận được cái niềm tin của thầy cô trao cho con nhận được cái cơ hội các thầy cô cho con được làm việc. Thì sau này thì em còn nhận thêm một điều, em còn nhận thức thêm một điều nữa, đấy là chính cái cách làm việc của các thầy cô giáo ấy, lại là những cái tấm gương cho chính các em học sinh sau này các em áp dụng trong công việc và trong cuộc sống của các em. Học sinh sau này sẽ trở thành những nhà lãnh đạo. Vậy thì nó sẽ lãnh đạo những người khác bằng chính cái cách mà nó được lãnh đạo. Và các thầy cô giáo lại là những người lãnh đạo ở trong lớp học. Vậy thì các thầy cô lên lớp có tình yêu thương hay không? Các thầy cô lên lớp có truyền cảm hứng cho học sinh hay không? Các thầy cô lên lớp có biết tổ chức, điều phối cho học sinh không? Đấy chính là những cái bài học lớn nhất mà học sinh nó áp dụng. Và sau này khi mà nó trở thành những nhà lãnh đạo trong cuộc đời của nó, trong công ty của nó áp dụng chính những cái cách thức mà các thầy cô đang làm đó vào công ty của mình. Thì thực sự em càng ngày càng ngấm là thầy cô hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. Là chính là vì như thế đấy ạ. Không phải là hạnh phúc chỉ trong tâm thức của mình mà là hạnh phúc trong cả cái cách mà mình làm việc. Mình nhìn thấy là mình ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái thế hệ đằng sau. Mình tạo ra được rất nhiều cái thế giới tiếp theo ấy, nó sẽ ảnh hưởng từ mình rất là nhiều. Thì thực sự là một lần nữa em rất là cảm ơn phần chia sẻ của thầy Thái, cảm ơn tất cả các thầy cô, những anh chị em đang có mặt ở trong cộng đồng, trong buổi Zoom ngày hôm nay đã lắng nghe, và em xin chia sẻ một chút như vậy. Em cảm ơn mọi người ạ. Thì Thái rất là biết ơn cô Khánh Ngọc, bởi vì khi mà cô Hà chia sẻ với ấy về hai người thầy vĩ đại của cô Hà, đó là thầy Tùng Lâm và cô Khánh Ngọc. Cô Hà có kể với thầy Thái nghe về thầy Tùng Lâm và cô Khánh Ngọc, thì lúc đó Thái nói là cái cộng đồng của em mới như thế này để hút những người có tài như thế này và có tâm huyết với giáo dục như thế này. Mong muốn cô tiếp cận với hai vị thầy đó ở góc độ là nhờ họ làm chuyên gia. Và khi nghe nói cái sứ mệnh của cô Khánh Ngọc, mình hạnh phúc lắm. Tại vì trong bối cảnh giáo viên hiện nay, trong bối cảnh giáo dục hiện nay là chính xác. Mình đọc cái cuốn sách của thầy Thích Minh Hạnh là thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. Chính xác là như vậy. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. Nhưng mà ở đâu đó trong cộng đồng giáo viên hiện nay có những người, tôi không nói tất cả nha,
có những người đang ngày một giết chết những trái tim của học sinh. Đó là cái sự tàn nhẫn vô cùng trong giáo dục. Bởi vì thầy cô giáo không chuẩn, không đúng, bạo lực và những cái ngôn từ và dùng những cái ngôn từ giết chết tương lai của học sinh. Đó là sự tàn nhẫn lớn lao cho giáo dục. Đấy. Cho nên là cái việc mà cô đang làm để đánh thức sứ mệnh người thầy, cái việc cô đang làm là mong muốn kiến tạo nên 1 triệu giáo viên hạnh phúc để họ tìm ra sứ mệnh người thầy. Đó là cái việc làm vô cùng cao cả cho thế hệ trẻ sau này. Bởi vì thầy cô giáo là đường dẫn, là kiến trúc sư để kiến tạo nên những tâm hồn và kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ của đất nước. Mà thầy cô giáo sai là nguyên một cái tòa nhà của đất nước sau này nó bị sập. Cảm ơn cô Khánh Ngọc rất nhiều ạ. Cảm ơn cô. Xin mời thầy Tùng Lâm, em thấy thầy mở mic rồi ạ. Mời thầy. Vâng, ít thời gian nhưng mà tôi cũng muốn tham gia thêm cái chủ đề của anh Thái hôm nay, đặt vấn đề tôi thấy rất là hay. Cái việc tự học, ai cũng sẽ trưởng thành trong cái việc tự học. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nhấn mạnh là chúng ta học hiện nay có một quán tính là nhất là giáo viên. Học là chỉ muốn là người ta bày cho mình một cái gì đó để về cứ thế làm theo. Tức là hình thức học copy là rất nguy hiểm. Mà ở đây tôi xin nhấn mạnh là cái chương trình của chúng ta đang đang bây giờ mới triển khai, tức là học bằng trải nghiệm. Nếu chúng ta không tự trải nghiệm, tự suy ngẫm để nó biến cái của trí tuệ của mọi người, của nhân loại thành cái của mình thì nó rất lãng phí. Và như thế rồi chúng ta sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng mà khi mình trải nghiệm thì bao giờ nó là biến thành cái của mình. Đấy đấy là cái điều mà tôi muốn bổ sung. Nhưng cái điều thứ hai là cái việc học ấy phải gắn với hành như các anh chị nói. Nhưng mà cái hành đó là biểu hiện kết quả bằng sản phẩm. Hãy nhớ là chúng ta làm cái gì suy ngẫm, trải nghiệm và tự học thì phải ra sản phẩm. Sản phẩm đó không phải là cái gì to tát, mà từ cái thu hoạch của anh ghi chép lại được một một câu, từ cái suy nghĩ ý anh lại nghĩ ra là mình sẽ làm cái gì để thử nghiệm cái điều này và hướng đến cái nâng cái giá trị. Muốn nâng giá trị là phải có sản phẩm chứ không 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 thể nói suông được. Thế thành ra là ở đây trường Đinh Như Hàng là tôi đưa ra 5 cái phong cách học sinh Đinh Hàng nói như thế để tôi thường xuyên hàng ngày mọi người thầy cô suy nghĩ, các bản thân học trò suy nghĩ. Thì tôi cũng đưa là trước hết phải biết tự học sáng tạo. Tôi dùng thêm cái chữ sáng tạo ở đó để gì, để anh trải nghiệm, để anh ra sản phẩm này. Sản phẩm tinh thần suy nghĩ của anh, sản phẩm là bằng những cái công việc anh triển khai tiếp theo là thế nào đây. Thế, cái câu chuyện sản phẩm của chúng ta ở đây là anh Thái đang dẫn dắt cả đội này, cùng làm setup cái sân để làm gì, để thay đổi giáo dục đấy, thay đổi con người. Mà từ 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 trong giáo dục tôi rất thích cái triết lý đó và tôi muốn lan tỏa cái đó. Và ở đây anh Thái là luôn luôn đặt vấn đề, tức là phải chia sẻ. Vì nếu chúng ta không chia sẻ thì cái thông tin của chúng ta, cái tư duy của chúng ta nó không được giao thông, không được giao lưu, nó không được thông suốt, nó không có cái va đập trở lại. Bởi vì khi chúng ta chia sẻ thì có những cái người có ý kiến trái chiều khác nhau, làm sâu vấn đề hơn, làm rộng vấn đề hơn, tất cả những cái đó cũng rất quan trọng. Nhưng mà điều là chúng ta lại dễ dễ có cái mà tôi, trong công thức của tôi phát triển là phải luôn luôn, công thức của tôi phát triển là DTH, tức là những cái đó nhân với nhau, và nếu số lượng nào về không, tức là cả cái phương trình bằng không, đúng không, thì anh phải giữ ít nhất nó phải ở một, nhưng mà trừ đi cái xấu xí, tức là cái phần con của anh Thái hôm qua hôm qua nói tương tự thế đấy. Như vậy và hôm nay tham gia cái cộng đồng khởi nghiệp này thì tôi lại thấy là phải thêm một công thức, tức là phải cộng với cộng đồng, tức là phải mang cái đó đến với mọi người chứ 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 nếu không giữ lại thì nó cũng không, nó không được. Và làm cái gì cũng phải có cộng đồng. Tôi rất rất thích thú thông tin
được tham gia với các bạn như thế này. Đằng sau tôi là có một cộng đồng tạo nguồn lực, tạo cái sự khích lệ và giúp tôi sẽ đến đích thành công trong những cái việc làm của mình. Thế nên tôi rất thích cái công thức của mình là phải được bổ sung bằng cái chữ cộng đồng đó, và cái cộng đồng nó càng lớn thì chúng ta càng đo được cái sự thành công. Thế nên tôi chỉ xin chia sẻ thêm khía cạnh của anh Thái về đặt vấn đề tự học. Thấy ai cũng phải lớn lên bằng tự học, và tự học bằng trải nghiệm rất quan trọng chứ không phải chỉ bằng sách vở. Xin cảm ơn các bạn. Xin biết ơn thầy nhiều, thầy là động lực lớn cho chúng con. Cảm ơn Khánh Toàn đã nói thầy là thầy mở rộng thời gian hôm nay để chia sẻ thêm về chủ đề hôm nay đang hay quá. Cảm ơn Khánh Toàn, biết ơn thầy, biết ơn tất cả những anh em. Mình đang ngồi với nhau để mình nói câu chuyện mà thực sự rất là cấp bách trong cộng đồng bây giờ. Đó là câu chuyện về giáo dục đúng, đúng không ạ? Suy nghĩ tích cực, quản trị cảm xúc, hành động chính trực và chọn kết quả. Đó là bốn cái thói quen tiếp theo mà anh em mình cùng học tập. Xin mời tiếp ạ. Vậy thì mở thêm ít phút nữa nhé. Xin mời sự chia sẻ tiếp theo ạ. Xin phép thầy em chia sẻ được không ạ? Xin mời em. Ai mở mic trước thì mới được nói. Dạ vâng. Em giới thiệu em là Huy. Em đến từ cộng đồng Meta chỗ Cô Yến ấy. Vâng, chào Huy. Vâng. Thì hôm nay thì cũng là cái chủ đề mà các thầy đang chia sẻ, thì em có một chút cái trăn trở thì em muốn chia sẻ với thầy và các cả nhà. Tức là ngày hôm qua thì được học cái buổi rất là thú vị và được vào cái phòng Zoom nhỏ. Vâng, thì ở đó thì em trong cái Zoom đấy thì cũng là toàn là giáo viên thôi. Và em thấy cộng đồng mình là rất nhiều người giáo viên mà em có vài cái trăn trở. Hôm qua trong cái câu chuyện trong cái Zoom nhỏ đấy thì là có những cái giáo viên đã chia sẻ rằng là lâu nay mình đi dạy mình không bán cái gì cả. Thế thì vào đây để học, tức là người ta nghĩ là phải bán một cái sản phẩm gì đó để mang lại tài chính thu nhập thêm cho mình thì lại mới học cái chương trình này. Thì em nghĩ là đây là một cái suy nghĩ nó chưa đúng. Và em hy vọng là những cái người trong nhóm của em mà tiếp cận được cái tư duy này, tức là mình ở đây, mình vào đây không phải là học để đi bán cái gì đó, mà theo em nghĩ là cái tư tưởng của thầy còn lớn hơn rất nhiều, có nghĩa là nâng cái giá trị mình lên. Lâu nay như thầy nói là đi làm là chỉ đổi thời gian lấy tiền thôi, có nghĩa là cũng xin lỗi với các thầy cô một chút là nếu như mà mình đi dạy cho học sinh để lấy lương hàng tháng thì mà lại như thế thì có phải là mình mới đang chỉ là cái giới hạn rất là nhỏ không? Và mình vào đây học tập để nâng cao giá trị. Tức là lâu nay thì cái mình chỉ giới hạn ở trong trường này, trong lớp này, thì bây giờ giới hạn ra cộng đồng. Và cái giá trị của mọi người là lan tỏa rộng hơn cái phạm vi mà họ đang bị giới hạn. Thì phải hiểu sâu được cái ý nghĩa như thế thì nâng cao giá trị mình. Đó là cái giả sử như một cô giáo đang dạy tiểu học, lâu nay chỉ dạy ở một cái trường đó, một cái lớp đó, và người ta chỉ biết được là thu nhập của mình chỉ được như thế thôi. Thế bây giờ người ta nghĩ là vào đây để học để bán cái sản phẩm gì đó để nâng cao thu nhập thì em nghĩ nó không đúng, và phải mở rộng cái tư duy lên. Ví dụ như bản thân em chẳng hạn, thì em là đang là làm nghề sản xuất phân bón, và cái cần thiết của xã hội nó rất là lớn. Nhưng bây giờ như phân bón hữu cơ để làm các cái trồng các cái loại sản phẩm thực phẩm sạch như rau sạch, thì em muốn là học để mà lan tỏa, tức là thấy cái giá trị của mình và cái mà nhu cầu của xã hội đang cần thì cần phải lan tỏa rộng lên. Tức là mình không phải là mục tiêu mình phải bán được nhiều hàng hơn, mà mình chia sẻ được cho nhiều người biết là cái giá trị của cái sản phẩm đó. Nên là trong đơn giản như bọn em là làm ra sản phẩm, nhưng mà đối với các thầy cô giáo là làm ra cả một thế hệ, tức là dạy con người, sản phẩm của họ là một thế hệ, thì
cần phải là thức tỉnh rộng hơn và, okay. và thay đổi cái tư duy đi, chứ không phải là nói xin lỗi, nói hơi thiếu văn hóa một chút, là người ta suy nghĩ thế thì người ta giống như người ta đang đi bán chữ để lấy tiền, như thế thì rất là lãng phí và cho cái nguồn lực của xã hội, nguồn lực của bản thân họ, bởi vì trí tuệ của họ được đúc kết rất là nhiều năm và cái giá trị của họ không phải là như thế. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Thầy ơi, em có ý kiến này không? Dạ, em xin phép được chia sẻ. Thầy nói chỗ này một tí, chỗ Huy này. Vâng. Một thùng vàng để trong nhà mà không lưu thông thì thùng vàng đó nó cũng không giá trị luôn. Tức là mọi giá trị vận hành của kinh tế nó có giá trị khi sản phẩm được lưu thông. Kể cả kiến thức cũng vậy. Mọi kiến thức một vị giáo sư họ học, họ lấy một cái bằng giáo sư mà kiến thức họ chỉ để trong đầu của họ, họ ngồi ở nhà thì kiến thức của họ nó sẽ trượt về bằng không. Cái kiến thức của họ chỉ có giá trị khi họ biến nó thành trí tuệ và họ gia tăng giá trị cho cộng đồng thì nó mới là kiến thức. Một viên đá quý nếu để cất trong nhà và từ đời này đến đời sau thì viên đá quý đó từ từ trượt giá về không. Cho nên là giá trị nó chỉ có khi lưu thông mà thôi. Đó là cái vận hành của kinh tế. Đúng không ạ? Cho nên là thầy cô giáo hoặc bất kỳ sản phẩm gì là lưu thông. Nhưng mà đặc biệt thầy cô giáo sở hữu một cái tài sản, một cái sản phẩm vô cùng lớn lao, đó là sản phẩm trí tuệ. Nhưng mà thầy cô giáo lại bị một cái điểm là không dám bán hàng, không biết quy trình bán hàng, và đó là không biết gia tăng giá trị cho người khác. Và đa phần thầy cô giáo lại bán những cái mà mình có, chứ không bán cái mà người khác cần. Mà khi bán cái của mình có không, mà bán cái không phải là cái của học sinh cần, thì cái mình có, cái người họ không cần họ mang về, thì cái kiến thức mình đưa cho họ về bằng không. Bạn thấy rất rõ, bạn có đi ra ngoài đường, bạn mua một chiếc xe hơi về nhà bạn, rất giá trị đó. Người khác cho bạn một chiếc xe hơi rất giá trị, nhưng mà về nhà gia đình mình không có nhu cầu sử dụng, mình không cần, thì cũng trượt về bằng không. Đấy, nó trượt về bằng không thôi, còn tiếp cận đến giá trị như thế nào thì tùy mọi người. Đấy, cho nên là ý thức rất rõ là đã là người bán hàng là phải gia tăng giá trị cho người khác. Đã là người bán hàng là phải bán cái người khác cần. Vậy thì đánh thức, nếu là giáo viên thì hãy tìm nhu cầu của học sinh để cho các em cái kiến thức các em cần để phát triển cho các em. Đó mới là điều đúng, đúng không? Cảm ơn sự chia sẻ của Huy. Và ở đây thì em xin mời. Em xin phép được chia sẻ được không ạ? Dạ, xin mời. Dạ, em chào thầy Thái, em chào thầy Tùng Lâm, chào cô Khánh Hà và chào cô Khánh Ngọc ạ. À, hôm nay em thực sự hạnh phúc và biết ơn luôn ạ. Vì trong cả tuần nay em được sống trong cái năng lượng của yêu thương và hạnh phúc ạ. Nói chung là rất rất là hạnh phúc và năng lượng của biết ơn đó ạ. À, đầu tiên là em xin gửi lời cảm ơn tới cô Trần Khánh Ngọc. À, cô là người thầy đầu tiên đã dẫn lối em để em được tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực. Biết ơn cô Lê Thị Thanh Hà. Cô là người đã dẫn lối để em được tham gia cộng đồng này. Và thực sự biết ơn thầy và các cộng sự. À, em chưa được một số chia sẻ như sau. Em có nhiều trăn trở với nghề lắm ạ. À, em đi dạy ạ. Em dạy ở một trường là trường chuẩn quốc gia. Và học sinh của em thì đa phần là học thêm rất là nhiều. À, và cho nên các em lên lớp và các em cảm giác các em biết hết rồi. Và những cái lúc mà dạy học sinh biết hết rồi thì em thấy rất là buồn. Và em thấy là chúng nó hình như là không cần mình nữa. Thì em rất muốn làm sao cho là mỗi tiết học của mình đó là học sinh nó phải thực thú và nó phải thực sự là được phát huy hết lực của nó. Thì em tìm kiếm rất nhiều khóa học. Em học khóa của cô Khánh Ngọc, em học khóa của Hoàng Thị Hiền và rất nhiều khóa khác. Dạ, và có những lúc em thấy là bây giờ học sinh chỉ học vì điểm thôi. Nó học vì điểm thôi thầy. Và em thấy là rất là chán vì việc đó. Em năm vừa qua em không dạy thêm. Và khi mà em không dạy thêm thì em nhận được rất nhiều những cái mọi người đều nói em có bị điên không? Bố mẹ em, anh chị em. Tại vì em không có làm gì vì tiền. Nên em không dạy thêm. Và em chỉ đồng hành cùng với một vài bạn thôi. Để em muốn giúp các bạn đó là phát triển được tối đa cái năng lực của mình. Chú bạn ấy đồng hành thì các bạn ấy đánh thức được cái viên ngọc bên trong bạn ấy. À, và cái trăn trở rất là lớn của em á là em
Bởi vì sao lại trăn trở ạ? Tại vì mỗi khi lên lớp em dạy thì rất là vui, rất là vui luôn. Mà mỗi khi về nhà thì em lại phải đối mặt với một đống hồ sơ giáo án mà rất là mệt mỏi. Em thấy trời mệt quá. Em nói trời thấy mệt mỏi quá và nó không hề hiệu quả với giáo viên. Tại vì nó không hề hiệu quả cho em thấy mình đã làm gì đây? Mình có đang đi sai hướng hay không? Và em trăn trở ghê gớm. Và em đã từng có nghĩ muốn bỏ việc. Tại vì cái mong muốn lớn nhất của em là em muốn xây dựng một trung tâm đào tạo kỹ năng sống và phát triển cho con người. Ở nơi đó các con được sống trong môi trường yêu thương, sáng tạo. Những lớp học yêu thương và sáng tạo, các con được sống trong cái nền móng của ba gốc rễ trí tuệ, đạo đức, nghị lực. Các con được thực sự hạnh phúc luôn. Và các con được phát triển, phát huy tối đa cái năng lực của mình. Ở đó các con có thể thực sự hạnh phúc, thực sự được sáng tạo. Và nói chung là đúng là cái môi trường mà con thuộc về luôn. Và mong muốn của em nó muốn vô cùng lớn luôn. Nhưng mà em lại chưa đủ lực, em chưa có đủ kể cả nội lực, tài lực, mọi thứ. Em chưa hề có một cái gì hết. Và em mong muốn tìm những người thầy để em học. Em học rất là nhiều những người thầy. Có những học em học cả gần cả 100 triệu luôn ạ. Nhưng mà em thấy rằng em là người thấm thía vô cùng luôn. Đúng là công thức là học cộng với học bằng không. Bởi vì em học rất là nhiều, học nhiều quá. Em không có thời gian, em quá bận rộn với việc ở trường. Em không thẩm thấu kịp. Cho nên em không có thời gian để vận dụng nó. Không thể nào learn, rồi share, rồi teach, rồi master được. Mà em cứ học quá nhiều cho nên em không có vận dụng. Mà em không tiếp thu được cho nên nó rất là lãng phí. Em chưa học được. Và em thực sự mà nói là em nghĩ là mình phải làm sao, mình phải học và hành ngay lập tức luôn ạ. Dạ, cái thứ hai nữa đó là nhờ cô Khánh Ngọc, nhờ cô Hoàng Thị Hiền, mà thực sự là mỗi tiết dạy của em đúng là một niềm vui luôn. Em làm như chơi á, em làm như chơi luôn. Tại sao làm như chơi ạ? Lên lớp em chẳng dạy gì cả, em chẳng dạy, đúng nghĩa em chẳng dạy gì cả. Em là người điều binh khiển tướng thôi. Các học sinh làm việc như liên tục, các con được sử dụng mọi công cụ, mọi công nghệ, điện thoại, kể cả gọi điện thoại cho người thân, tất cả mọi việc luôn. Trong vòng 20 phút, miễn làm sao, hết 20 phút đó, em gọi và các bạn lên trả lời báo cáo. Các con rất là tự tin được rèn chuyện mọi kỹ năng. Thậm chí ở nhà, em dạy kèm có vài bạn, em cho các bạn làm luôn. Em cho các bạn làm leader, thay phiên nhau làm leader, thay phiên nhau dạy nhau mọi thứ. Tại vì em biết, nếu chị học chỉ có 10%, mà dạy người khác là mình có 90% kiến thức. Thế nên em cho học trò phát huy hết mọi khả năng của mình luôn. Và đúng là em thấy là nếu mà mình mà nghĩ vậy á, thì đúng là thiệt thòi cho học trò của mình quá. Thiệt thòi quá. Tại sao mình có nhiều kỹ năng vậy mình không dạy các con? Cho nên em thấy là mình có, đúng là mình đang có sứ mệnh, mình phải làm một cái gì đó cho các con. Có thể là không dạy ở trường, nhưng mà mình phải làm gì đó cho các con để các con thực sự hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc luôn ạ. Và vì em ngộ ra rằng là cái chính là học sinh sau khi ra trường, giáo viên không phải là người, không phải học sinh, không phải là cái máy, không phải là cái máy dạy đề. Các con phải là máy dạy đề, mà các con phải có cái tư duy. Và học qua môn toán là cái đèn cái tư duy, các con cần nhất là cái năng tự học, đó là kỹ năng vua. Hãy làm sao cho khi không có thầy cô bên cạnh, các con có thể tự học cực kỳ tốt. Tại vì các con cần tự học để các con phát triển, đúng không ạ? Cho nên em đèn học sinh tự học lắm, ai nói gì kệ. Học sinh lúc đầu có thể phản ứng, tại vì sao mà cô bắt con làm nhiều thế, nhưng mà sau khi nó được dạy nhau ấy ạ. Trong cái task Maslow là cái tự thể hiện là cái cao nhất, nhưng các con hạnh phúc lắm. Có những lớp em dạy 11-38 nó cực yếu luôn. Nhưng mà sau khi em dạy xong, trời, các con được vẽ cho được tư duy, được sáng tạo, được dạy, các con cực kỳ yêu thương em, yêu quý em lắm. Và các em học rất thích luôn. Thậm chí trong giờ học cho các em chơi bài, thay vì ôn tập cho các em chơi bài cả tiết luôn. Các con không hề biết là con đang chơi, đang học và đang chơi. Thì các con học và cười và vui, cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Em thấy là em đúng là em đang đi làm như chơi thì đấy. Tuyệt vời, cảm ơn. Chốt lại, và em muốn chia sẻ một thông điệp với thầy cô, đó là hãy learn, share, teach and master. Và đừng chỉ học cộng với học bằng không như em. Bởi vì em đang em biết là mình đang thông thiết về học gì, đi học vũ trụ về học cho em sẽ nỗ lực để em cùng mọi người đồng hành cùng mọi người để đạt thành công tốt. Biết ơn thầy và tất cả các anh chị em các cộng sự. Cảm ơn em, rất tuyệt vời. Cô giáo tuyệt vời. Em tới đây là kho báu rồi, tuyệt vời chưa? Cô biết thế nào em cũng như vậy. Có một câu hỏi sau khi nghe mình chia sẻ thì mình hỏi là kỹ năng tự học là kỹ năng vua. Vậy kỹ năng học gì là kỹ năng hoàng thái hậu? Hôm nay anh chị em mình nhận thêm một cái thông tin nữa mà chắc là hiếm người nghe. Vậy kỹ năng vua là kỹ năng tự học, chính xác rồi. Kỹ năng vua là kỹ năng tự học. Vậy kỹ năng học gì là kỹ năng hoàng thái hậu? Trên vua luôn. Anh chị em comment đi ạ. Học, thực hành ạ. Kỹ năng thực hành, kỹ năng thực hành là kỹ năng hoàng thái hậu đúng không ạ? Kỹ năng. Ok. Ok, kỹ năng hoàng thái hậu. Ok, kỹ năng
Anh chị biết là khi mà nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm được cái chiều sâu của tâm thức á, thì thực ra con người của mình là người là siêu anh hùng. Bản thân cá nhân mỗi con người, mỗi học sinh đã là người anh hùng khi nào ạ? Bản thân mỗi cá nhân học sinh đã là người anh hùng khi nào ạ? Là khi bắt đầu nó thụ thai, đúng không ạ? Còn nếu hiểu sâu hơn nữa là nó còn trước khi nó thụ thai, và mỗi học sinh nó có ba cái phần để mà nó trở thành người anh hùng, để mình dạy học mình hiểu sâu gốc rễ này. Cái tầng ý thức là cái tầng thấp nhất, cái ý thức là thấp nhất, nhưng mà ở cao hơn là cái tiềm thức. Anh chị em có rõ cái sức mạnh của tiềm thức không ạ? Nhưng mà những thần đồng thì nó không phải đến từ tiềm thức. Những nhân tài mà nó là thần đồng á, nó không phải đến từ tiềm thức. Có những em từ lớp 2, lớp 3, sorry, 2, 3 tuổi là nó biết mấy ngoại ngữ rồi, nó không phải là tiềm thức. Đúng không ạ? Có một cậu bé kim tinh 14 tuổi đến nay nó đã 6 ngôn ngữ, không phải là vô thức. Vô thức là tiềm thức đó. Mà những người anh hùng, những nhân tài, những thần đồng thực ra nó là tàng thức. Nó đến từ tàng thức. Và sâu hơn nữa, nó là luật nhân quả từ nhiều đời, nhiều kiếp trước nó tích tụ lại, và thuật chiêm tinh học nó giải thích rất rõ điều này. Nó là từ tàng thức anh chị em. Như vậy để khơi gợi được, để phát triển được cái tiềm thức, và đặc biệt thêm nữa là cao hơn là cái tàng thức, thì con người ở cái trạng thái mà họ hạnh phúc thì họ sẽ khai phá được cái tàng thức. Cái sự hạnh phúc, cái sự yêu thương, cái sự trải nghiệm hoặc là cái độ nén đủ mạnh thì nó sẽ khai phá được cái tàng thức của con người. Và thường thường bất kỳ ai họ tạo ra những sự khác biệt, đột phá, và họ có những phát minh, thường thường là họ ở trong cái nghịch cảnh hết. Thường thường là những phát minh và những cái mà người ta tạo ra những sự đột phá thường là nó từ nghịch cảnh hết, chứ không là từ thuận cảnh đâu anh chị em. Cho nên là cái nghịch cảnh trong giáo dục là học sinh trải nghiệm để các em biết, các em thực hành, rồi nó không ra vấn đề, nó tìm giải pháp, nó tìm ra vấn đề và nó đi tìm kiếm, như vậy nó khai phá bên trong nó, và có những cái nó không thể giải quyết được trong cái học tập của nó. Hay nói cách khác, con người của mình không thể giải quyết được, tức là nghịch cảnh trong cuộc đời của mình, thì lúc đó mình được khai sáng. Đó là khoa học của sự trải nghiệm. Bổ sung cái ý của thầy Tùng Lâm là ở chỗ đó, tức là ý thức nè, tiềm thức là tàng thức. Đó, giáo dục mà để mà nó ngộ ra mới là quan trọng. Và kỹ năng mà kỹ năng hoàng thái hậu trong việc học tập đó là kỹ năng học hấp thụ ạ. Kỹ năng học hấp thụ, hấp thụ, hấp thụ, hấp thụ, tức là khi học mà có khả năng hấp thụ là biến kiến thức của người khác thành của mình và mang ra thực hành luôn, nó đốt cháy một giai đoạn khác. Đó là học trong hấp thụ. Cảm ơn mình rất là nhiều để mình nhớ đến cái sự trải nghiệm của tàng thức và cái sự trải nghiệm của sự hấp thụ. Sự hấp thụ và lúc đó nó nối mình với những cái mạng kiến thức khác, và có những kiến thức mình không biết tại sao mình biết. Đó, mình không biết tại sao mình biết, tại vì cái thấy cái biết của mỗi cá nhân thực tế nó vô cùng nhỏ bé. Cho dù bạn có là tiến sĩ, bạn có là giáo sư, bạn có là gì đi nữa, thì cái bạn biết được nó vô cùng nhỏ bé trên cuộc đời này. Cho nên có những người tự cao, tự đại, tự huênh hoang rằng tôi biết tất cả, không phải. Khi bạn nói bạn biết tất cả là bạn không biết gì cả. Cho nên là cái thái độ mà tinh thần tự học, tinh thần luôn luôn mở rộng góc một độ của mình ra để đón nhận kiến thức của người khác, đó là cái thái độ rộng rất tuyệt vời. Và biết ơn thầy Tùng Lâm là tấm gương này, và anh chị em mình, thầy cô giáo mình hạnh phúc hôm nay khi nghe Khánh Ngọc chia sẻ lắm. Biết là em khi mà em chạm được cái này thì cùng cộng hưởng với anh sẽ tạo được rất nhiều giá trị cho giáo viên. Bởi vì khi mà mình làm cái hệ thống này nè, cái đối tượng mà mình trăn trăn trở nhất không phải là đối tượng người đi làm kiếm tiền đâu, và cái đối tượng mình trăn trở, mình trắc ẩn để làm thế nào để tiếp cận vào giáo dục, đó là đối tượng giáo viên. Mà đối tượng giáo viên là cái đối tượng mà thực ra bây giờ anh em mình làm nó khó thay đổi lắm luôn á, tại vì cái tư duy cố hữu, cái tư duy mà chấp nhận, cái tư duy mà nó là gọi là sao nhỉ, nó bảo thủ của nó thế nào á, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, mà nó thế nào á, nó giữa ông giữa thằng thế nào á. Thật á, mình trong nhà mình cũng có mấy đứa em là giáo viên, là giảng viên, nó cứ thế nào á,
nó cứ an phận mà nó cứ thế nào á, mà nó lười học ghê gớm, nó nói nó học cái gì nó ta biết hết rồi, dùng hết sức luôn á, đúng không ạ? Thực ra giáo viên nó cứ thế nào á, cho nên chắc ẩn lắm. Nhưng mà em biết là mình biết là khi cô Ngán Ngọc có những phương pháp như vậy thì sẽ giúp rất là nhiều giáo viên. Wow, thì học sinh được hưởng nhờ rất nhiều, đúng không ạ? À, cảm ơn quý thầy cô lại chia sẻ nhiều rồi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Một người chia sẻ nữa nhé. Dạ, xin mời ạ. Xin mời một người làm bên cô Nhạn đi. Cô Nhạn đang làm quản lý trong Sở Giáo dục ở Quảng Ngãi. Khi mà cô trải nghiệm chương trình này, cô Nhạn đang là quản lý bên Sở Giáo dục Quảng Ngãi đó. Cô chia sẻ đi ạ. Xin mời cô. Vâng, em chào thầy, em chào thầy Tùng Long, cô Cánh Ngọc và cô Hà. Em chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi cuối tuần thật là năng lượng tràn đầy yêu thương và an lạc trong cuộc sống. Nãy giờ khi mà thấy cô Khánh Ngọc xuất hiện, em có comment là cô Khánh Ngọc đã lên tiếng. Thật sự mà nói thì thầy Thái đã cho đi, cho nên cái năng lượng thầy đã thu hút được rất là nhiều người năng tài trong phòng Zoom của thầy. Và em rất là tin là trong thời gian tới thì cộng đồng của chúng ta sẽ đồng hành cùng thầy Thái tạo nên nhiều giá trị hơn nhiều. Và lúc nãy em cũng rất là xúc động khi mà nghe một cô giáo như là Minh Hồng Minh trăn trở chia sẻ. Và thực ra em đã đồng hành cùng cô Hà. Em thưa với thầy Thái là khi xưa em thi vào sư phạm là em không có đậu đâu ạ. Mỗi trường sư phạm thành phố em cũng thiếu nửa điểm, mà trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn em cũng thiếu nửa điểm. Em tưởng là sự nghiệp của em không có đi theo giáo dục, nhưng mà rồi em đi học công nghệ. Em học công nghệ xong em lại quay về với giáo dục, và bây giờ công tác đã được 20 năm ở ngành giáo dục, nhưng lại không được một ngày nào đứng lớp đâu ạ. Em thi đầu điểm đầu tốt em về giáo dục thì bạn nào cũng chúc mừng là chúc mừng mày được về Sở Giáo dục là mày ngon lắm rồi, đúng không ạ? Và bạn em thì đi về trường. Nhưng mà bây giờ em ganh tị với nó vô cùng. Em cứ hay nói giỡn là ta ganh tị quá, nhưng mà thực sự là rất là ngưỡng mộ. Bởi vì các bạn ấy có được học sinh bên mình, có được những giây phút thăng hoa cùng với học sinh. Còn đối với em thì vô đi tìm mò mẫm, và em chuyển qua chuyển lại trong sở là gần như em đi 5 phòng rồi. Và đến giờ này thì phụ trách một cái phòng mà vừa rồi làm cái quy trình bổ nhiệm phó em nói là không. Em vô cùng hạnh phúc với cái bây giờ em đang làm, vì em đang được ở trong một môi trường mà em có thể thiết kế được, có thể kết nối được, có thể đồng hành được cùng với giáo viên để mang lại cho học sinh một chút gì đó. Em cứ nói là một chút gì đó, bởi vì em cũng hiểu là với cái thực tế bây giờ thì một mình em chẳng làm được gì. Nhưng lúc đầu em cũng mơ ước to lắm. Rồi em cũng làm nhiều thứ, nhưng mà khi mà làm thì mình cảm thấy mình không happy, bởi vì mình bị rào cản, mình bị lãnh đạo không hiểu, mình bị đồng nghiệp họ cho là thế nọ thế kia, các cái luồng thông tin nó phản ngược lại làm cho em rất là tụt năng lượng. Nhưng mà may quá có chị Hà lúc nào cũng bên cạnh động viên, thế là em lại tiếp tục làm và em tìm các phương pháp khác em làm. Và bây giờ thì em nghiệm ra một điều rằng mình cứ cho đi. Chỉ cần mình giúp được một giáo viên họ thay đổi, chỉ cần một học sinh thay đổi là hạnh phúc lắm rồi. Yes. Trong cái đồng hành cùng với chị Hà thì tụi em cũng hạnh phúc lắm. Bây giờ em chạy xuống trường, em khi mà mỗi lần trường em mời em về làm một cái gì đó, có học sinh nó không cần quan tâm là cô đang đứng nói gì, nó chạy lên nó coi cô ơi, cô có phải là cô đã tổ chức lớp A lớp B không, và nó ôm mình một cái, con này cô. Rồi có những em học sinh là nó giới thiệu là con bây giờ là con đạo diễn cả một cái chương trình văn nghệ đó cô, rồi con đạo diễn cả một cái chương trình ABC. Và em thấy thật sự là nếu như mình đi đúng, và hôm trước em cũng có nói chị Hà đó, chị Hà ơi, mình tìm ra được một phương pháp rồi, mình học được cái cách của thầy Thái xong rồi, mình tìm phương pháp rồi, mình có thể kết nối từ cái này xuống dưới trường mà không cần phải lúc nào cũng mời các em về trên sở,
hay là về một điểm nào đó mới có thể làm được, mới có thể giúp em được cái vai trò của các em. Mà chúng ta đã tạo ra, có thể hoàn toàn có thể tạo ra một cái không gian mạng mà các em sẽ hiểu được thế nào là vào mạng để làm gì. Không phải là vào mạng để lướt web hay là xem phim hay là chỉ comment những cái gì đó linh tinh nữa, mà các em sẽ biết được bây giờ thời đại của các em sử dụng công nghệ thì các em sẽ làm được nhiều nhiều thứ hơn thế nhiều. Cảm xúc của em sáng nay thì nó cảm xúc lắm, cho nên thôi em sẽ dừng lại đó thôi. Cái em nói nữa thì sẽ hết giờ của mọi người luôn á. Cảm ơn cô Nhận. Cô Nhận có muốn là cánh tay của cô nó nối dài đến giáo viên là Sở Dục Quảng Hải, là Sở Dục đề mua cái phương án của mình không? Dạ chắc chắn rồi thầy. Đó, em, okay, vậy thì... em không dám là mơ ước là đông lắm, nhưng mà thật sự mà nói đấy là niềm khát khao của em. Làm bước trước này, mình hướng dẫn cái quy trình cho làm nhé. Dạ. Mình sẽ xây dựng một cái chương trình và cô sẽ là người bàn với Sở Dục thông qua online hết và hoàn toàn miễn phí cho giáo viên Sở Dục Quảng Ngãi hết về xây dựng nguồn lực và kỹ năng mềm chuyên nghiệp để đổi mới giáo dục. Mình nói vậy nó lớn thôi, cô xây dựng cái chủ đề gì mình nghe nó nhỏ nhỏ, thông qua đó mình tiếp cận cho nó dễ. Nhưng mà xây dựng để tổ chức cho họ hiểu được cái sức mạnh của nguồn lực và kỹ năng mềm chuyên nghiệp cho hai đối tượng sau đây. Đối tượng thứ nhất là bí thư đoàn thanh niên của người phụ trách thanh niên của các trường, và cái người thứ hai là người phụ trách về phòng tư vấn học đường á. Thì tổ chức học qua online hết, học qua online hết, thì vừa học vừa hành qua online, thì bàn với mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ tư duy, mình làm, mình với thầy Ken Bay cùng với đội ngũ sẽ hỗ trợ cùng với đội ngũ chuyên gia. Nếu làm việc này thì mình nghĩ là cô Khánh Ngọc sẽ sấn tay vào được, và cô Hà cũng sấn tay vào được, tại vì online mà ở nhà mình sắp xếp thời gian phù hợp cho nhau là mình giải quyết được hết vấn đề và nó không phải tốn chi phí về nguồn lực. Thì cô trải nghiệm đi, cô trải nghiệm cái quy trình này đến giáo viên của mình, đến cái đội ngũ đó, và họ tổ chức các cái câu lạc bộ trong trường. Cái nãy thầy cô Khánh Ngọc chia sẻ là người giáo viên là người phải truyền cảm hứng và phải là người điều phối, nhưng mà cái quan trọng nhất để truyền cảm hứng được, để điều phối được, là người giáo viên là người phải biết thiết kế và tạo cái bối cảnh. Dạ đúng rồi thầy. Người ta đang bị khó cái đó. Cho nên mỗi một trường mà có hai cái đối tượng đó, một là đoàn thanh niên, hai là người tư vấn học đường, để họ học, để họ hiểu, cái họ tạo bối cảnh là xem như là nhiệm vụ của cô xong. Tức là hướng dẫn cho họ biết cách tạo bối cảnh tích cực trong môi trường giáo dục bằng các câu lạc bộ kỹ năng. Dạ. Ok nhá. Dạ, được, rất là tốt không thầy? Cũng cùng với phương... ý tưởng của em. Nghĩ phương án đi rồi là. Và lúc nãy em cũng có nói, có chia sẻ thêm là em cũng có chia sẻ với một số anh chị, và em nói là thật trường Đinh Tiên Hoàng là một trường vô cùng là tuyệt vời, vì khi có một người thầy mặc dù tuổi đã rất là cao nhưng không hề là một người gọi là dừng cái sự cập nhật bao giờ, và đã mang được rất nhiều người đến với nhiều, rất nhiều cái lớp học rất là hay. Và em tin là học sinh mà đi học những trường như thế thì sẽ phát triển được mình rất là nhiều. Lúc nãy thầy Minh Hồng nói xong đó, thầy cái giáo viên thế nào em có comment là vừa tinh tướng vừa ảo tưởng. Bởi vì là thật sự đấy, là em nói với thầy khi em chia sẻ thì ai cũng hay lắm chị, hay lắm, tuyệt vời quá, nhưng mà nói em thử đi, không em vậy không có nổi đâu, giờ đó em còn nhiều thứ lắm. Nói chung là em nghĩ gốc gác vấn đề họ cũng vẫn là viện cớ thôi thầy. Cho nên đúng là rồi. cái đảo mà ngày nào đó nó lớn quá và cư dân trú ẩn quá là nhiều đi, chứ em nghĩ là cũng nếu như mình xâm nhập vào đảo đó chắc mình phải vay vòng tròn mình xâm nhập nó mới vào tới tâm được đó thầy. Dạ, hy vọng là một ngày nào đó cộng đồng mình lấn át cái đảo một ngày nào đó, để không còn ai đó, cứ để một ngày nào đó mình mới làm điều gì đó. Cảm ơn thầy rất nhiều, và em cũng là người được cải thiện cái rời dần cái đảo ngày nào đó trong cái quy trình của mình này. Cảm ơn cô Nhạn chắc chắn rồi.
cô trải nghiệm thêm một vòng nữa thì cô sẽ ngộ ra nhiều thứ, rồi cần gì thì mình sẽ tư vấn cho. Tại vì khi mà mình làm trực tiếp mình nói cô nhận nó làm gì làm gì làm gì, nó không thú vị bằng cái việc cô trải nghiệm xong cô đặt vấn đề, cô tìm giải pháp, xong rồi mình tư duy phụ nữa thì ra được vấn đề. Nhá. À, Cảm ơn cô. dạ, Cảm biết ơn ơn cô. thầy, cảm ơn mọi Dạ. người. Dạ. Ôi, rất thú vị. Biết ơn anh em trong buổi Zoom buổi sáng rất tuyệt vời. Rất nhiều giá trị mà anh chị em chia sẻ. À, cảm ơn thầy Tùng Lâm, cô Khánh Ngọc, cô Nhạc, cô Minh, toàn là những anh em làm giáo dục không à. À, cảm ơn Huy, là những chia sẻ rất tuyệt vời. Và hôm nay là buổi sáng chủ nhật. Nãy giờ mình mới biết chỉ buổi sáng chủ nhật. À, cho nên là có giờ lang thang ở đây. Ok, cảm ơn anh em. Tự học rất là quan trọng. À, học hấp thụ quan trọng hơn rất nhiều. Hấp thụ để biết những kiến thức đó mình cần để mình biến nó thành của mình ngay lúc học luôn, nó quan trọng lắm. Để học hấp thụ những gì mà anh chị em chia sẻ xong mà khi mà mình thấy mình cần á, mình hấp thụ luôn là nó về mình luôn á anh chị em, à, về mình luôn á. Và những hôm sau và mình chia sẻ lại cái chủ đề đó đôi khi nó còn hay hơn anh em đấy, anh là hấp thụ, học để mà hấp thụ rất quan trọng. Và ngày mai thì chúng ta bắt đầu từ lúc 4:30 đến 5:30. Những anh chị em mà đang vận hành trên cái quy trình mà buổi buổi tối mình học á, anh chị em mà đang học trong quy trình buổi tối thì mình nghĩ anh chị em có còn có 7 ngày nữa thôi, anh chị em đã có một cái đường dẫn rồi, tức là gọi là đã có người thầy rồi. Thứ hai là anh chị em rất là cần phải đắm chìm trong đó chứ đừng thờ ơ với nó. Thờ ơ với nó thì trong 10 ngày đó anh chị em không cảm được và cái giá trị nhận được nó không lớn. Cho nên rất cần mình phải đắm chìm trong đó. Đắm chìm ở đây không phải là dành toàn bộ thời gian của mình vào cái việc này, nhưng mà thời gian nào mình dành cho nó thì hãy trọn vẹn và hoàn tất, được không ạ? Tức thời gian nào mình dành cho cái việc là mình học cái chương trình 10 ngày thì mình hãy trọn vẹn và hoàn tất với nó. Hiện hữu, tập trung 100%, rỗng và cam kết để thực hiện là được. Nên rất là mong muốn anh chị em trải nghiệm nó. Sau chương trình trải nghiệm này thì những người mà nằm trong đội cốt, những anh chị em học viên sẽ có một ngày mình sẽ sắp xếp khoảng 6 tiếng chúng ta ngồi mổ xẻ, chia sẻ, phản biện để cái chương trình sau cái quy trình nó chuẩn và không phải vướng mắc những vài cái điều mà mình vướng như 2 3 ngày vừa rồi. Tại vì chương trình này là tư duy của mình đưa ra mà mình cho anh em trải nghiệm. Đó là chương trình đầu tiên tại Việt Nam và làm cái mô hình này trên công nghệ. Cho nên không tránh khỏi những cái mà nó khập khiễng, nó chưa logic, nó chưa chân tru. Cho nên mình rất là mong muốn anh chị em trải nghiệm và đắm chìm trong đó để ghi chép lại những cái hay, những cái được, những cái chưa được, là chúng ta sẽ có một cái ngày để chúng ta phản biện cái kết quả. Và mình làm tốt cái việc này mình sẽ nhân bản rất tốt, đúng không ạ? Và hôm qua nói chuyện với cô Hà thì mình nói là nếu giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp mà hiểu được cái mô hình đệ nhị thân mà triển khai tổ chức cái lớp học của mình như một doanh nghiệp thì là cái chương trình nó vô cùng tuyệt vời. Đó. Tức là mỗi một cái lớp học mà giáo viên chủ nhiệm tổ chức nó gọn lắm, nó có mấy chục em mà tổ chức nó như là một cái mô hình vận hành của doanh nghiệp vậy đó, nó tạo ra vô cùng cực kỳ nhiều kết quả và mỗi em sẽ luân phiên nhau đóng những cái vai trò như vậy để nó tròn vai và nó chính xác, nó được thực hiện ở góc độ 4 cấp độ học tập luôn, learn, share, teach và master. À, tức là trong cái mô hình đó mỗi học sinh nó trải nghiệm như vậy thì kiến thức của nó rất là tuyệt vời, nó không phải là tập trung, nó còn được mở rộng và nó được giải quyết các cái vấn đề của mặt kiến thức đấy. Cho nên là anh em mình cùng với nhau mình trải nghiệm để mình làm một cái gì đó góp phần vô cái đổi mới trong câu chuyện là thiết kế bối cảnh, truyền cảm hứng và là người điều phối cho quá trình học tập, đúng không ạ? À, cảm ơn anh chị em rất nhiều. À, một lần nữa chúng ta chào nhau đi ạ. Ok, chào nhau, tôi nói tiếp. À, chào anh chị em, chúc anh chị em một ngày chủ nhật rất là bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại anh chị em vào tối nay. Thầy, cảm ơn tất cả các anh chị em. Hai, chào mọi Con người. Thầy, chào tất Chào cả thầy. Vâng ạ, Chào chào các thầy, các cô, thầy. toàn thể anh chị Chào em. thầy cô, chào các anh chị em. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào Chúc mọi quý người thầy, một cảm ơn quý thầy. ngày Chào tất tốt cả cả nhà mình ngày nghỉ cuối tuần Cảm thật hạnh ơn. phúc. Cả nhà một ngày mới vui vẻ ở bình an. Mọi Vâng người. ạ, chào Yêu mừng cộng đồng mình ạ. Yêu cộng đồng mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.